Con gái và con dâu Thì hỏi thử chị vợ xem Mai trễ chuyển về nhà chồng Dù có nhìn thấy mẹ chồng làm vỡ Cũng không dám ho he gì đâu Để em thử tìm cách Có cách sao Tìm đâu ra bằng chứng Mẹ Park Minh Hô làm vỡ bình Nhưng cũng không có bằng chứng bà nội làm vỡ Bên họ mượn cớ bà bị đáng trí Để bác bỏ lời khai Nếu như vậy chúng ta có thể nói Họ đang đổ lỗi cho bệnh nhân đáng trí Cũng đúng nói vậy là chúng ta vẫn có thể xoay thế chuyển tình thế, thế. thế nhưng để chắc chắn vẫn nên tìm ra bằng chứng vợ ông bác là thủ phạm. còn có cách rồi. thật sao? cách gì? làm thế nào? con sẽ nói sau. mẹ. mẹ à. từng này giấy đủ chưa ạ? À? đủ rồi. vào xem. mẹ còn để quên gì trong bếp không? vâng mẹ mẹ bị làm sao vậy mẹ thấy không khỏe à mẹ đau ở chỗ nào trật tự đi đừng có làm ầm lên nữa chị dâu anh cả anh cả chị dâu sao vậy làm sao đây mẹ bệnh rồi anh à mẹ mẹ thấy trong người ra sao chỉ là mẹ thấy không có sức thôi, không nghiêm trọng đâu. Không có sức là nghiêm trọng rồi mà. Cũng tại chuyện cái bình, phải đền tận 100 triệu, làm sao mà mẹ không bệnh được. Mẹ, chúng ta đến bệnh viện châm cứu nhé. Hàn Chu à, chuẩn bị. Vâng. Đáng lẽ từ đầu mẹ không nên đến Xu sân chê gây náo loạn như vậy. Lại còn để lũ khốn nạn đó thừa cơ đổ vạ nữa. Không phải đâu mẹ, con mới là kẻ có tội. Cũng tại con để lạc mất mẹ. Hai mắt con đã nhìn thấy là mẹ làm vỡ Đừng có nói linh tinh Chị dâu cũng nhìn thấy Cương viên nhìn thấy bà ta làm vỡ mà Con đi khám mắt đi Với người bình thường Số tiền 100 triệu won không khác gì trời sập xuống đất Người có tiền không thể đối xử với người nghèo như vậy được Bà ấy đáng thương lắm Còn bố thì sao Bố bị hai đứa con liên tiếp phản bội mà không đáng thương à? Con xin lỗi rồi mà Với lại bọn họ là ai chứ Là kẻ thù ba đời Bố vừa nhượng bộ chuyện quán cà phê xong lại đến chuyện này Rõ ràng là họ được nước làm tới Ông nói đúng Nếu họ không chịu đền tiền Thì hãy tăng giá thuê nhà lên Rồi vợ chồng độc ác Con bé này Bỏ qua tiền bạc Trước tiên phải đòi lại công bằng cho bà đã Chắc đêm qua bà lo quá không ngủ được. Sau một đêm mà như già đi 10 tuổi vậy. Cứ gọi cho chị em đi. Thử hỏi cũng không chết ai mà. Tôi đây. Bà nội tôi ngã bệnh rồi. Tại sao? Vì vụ cái bình cổ ấy. Bà tôi khẳng định mẹ anh mới là người làm vỡ. Mẹ tôi sao? Sao không nghe ai nói gì? Nhân chứng chỉ có vợ và em gái anh thôi Anh muốn tôi xác minh lại với họ à? Tôi biết rồi Mẹ là người làm vỡ sao? Em Minho, đi thôi Em yêu Mẹ là người làm vỡ bình thật sao? Không phải là mẹ đâu Ai bảo anh thế? Chuyên Chu gọi điện nói Bà cậu ấy ngã bệnh rồi cũng dễ hiểu mà mất 100 triệu trong nháy mắt Em chắc bái là người làm vỡ chứ Tất nhiên chính mắt em thấy mà chúng ta đi thôi chuyển về nhà trước lễ trung thu như vậy cũng tốt Vâng thưa bố hai đứa phải biết ơn ông bà thông gia nghe chưa tuyệt đối không được để lịch sử lặp lại đâu đấy vâng bố đừng lo lắng bố đừng lo mà cả mẹ nữa con đi rồi chắc mẹ vui lắm ơn biên có thể lấy lại phòng rồi sao mẹ vui vẻ được chứ mẹ con là đứa con gái hư con xin lỗi sao lại nói như vậy mẹ mới là người mẹ tồi nhớ phải thường xuyên gọi điện cho ưn biên đấy để mẹ chồng con biết được thì con chết chắc đúng rồi mẹ quên mất mau đi đi bố mẹ không tiễn nữa vâng mai bọn con sẽ về tạ lễ sau được rồi con đi đây để anh cầm cho con bé lại bỏ tôi và mình đi lần nữa Chúng sẽ ổn thôi Lần này vợ chồng nó biết trân trọng nhau hơn rồi Như bà và Ưn Biên vậy Đúng Tôi phải gọi điện thoại cho Ưn Biên Ưn ừ. Biên à Vợ chồng Cương Biên vừa chuyển về nhà ông bà thông gia Mẹ sẽ dọn lại phòng cho con Thỉnh thoảng hai đứa nhớ về đây chơi Đúng Chắc nhà thông gia đang loạn lắm Mẹ nghe Cương Biên kể chuyện rồi Bà ngã bệnh rồi Sao mà không bệnh được chứ Là mẹ, mẹ cũng bệnh Bà nói Cô Hy làm vỡ bình Sohee sao Từ bây giờ Nếu con còn làm bố thất vọng thêm một lần nữa Thì đừng hòng nhận được xu nào hết Vâng vâng thưa bố con quay lại công ty đi con muốn bắt đầu tự kinh doanh thật sao con đã có ý tưởng gì chưa chuẩn bị xong con sẽ nói với bố con nghĩ tự kinh doanh dễ lắm sao đừng mong bố rót tiền cho con vâng cứ làm đi rồi con sẽ thấy nhớ con đường bố trải sẵn cho con chuyện cái bình thì phải làm sao gì con lại muốn bênh chúng à Chứ bồi thường đủ 100 triệu quân là được Có vậy thôi Bố nói đúng lắm Nhưng, Nhưng bà Choi Han Chu khẳng định Mẹ mới là người làm vỡ Con tin lời bà già đó hơn lời mẹ sao Em đã bảo không phải mẹ rồi mà Giờ bái ngã mệnh thì nhập viện rồi Vậy thì sao Đâu phải tại mẹ Không lẽ bắt mẹ phải nói dối sao anh chị, mừng anh chị về nhà Xem không ra ngoài chào hỏi anh chị Xin lỗi, em phải ra ngoài Lát nữa gặp lại Con chào bố mẹ Nó đi gặp luật sư Chê à? Luật sư Chê là ai vậy à? Là anh chàng luật sư mà Chi Hô thích Bị từ chối nhưng chưa bỏ cuộc Mau giải quyết dứt điểm chuyện kia đi Đau đầu quá đi mất Nào, bà nội thêm một thìa nữa mẹ ăn chút nữa đi lúc sáng mẹ vẫn chưa ăn mà bà ăn thêm một chút nữa thôi nhá giờ bà không còn lòng dạ nào mà ăn uống hết không ăn đâu mẹ phải cố lên vậy mới đòi lại được công bằng chứ mẹ như vậy càng khiến bọn con thêm lo lắng bố bọn trẻ cứ gọi điện về hỏi tình hình của mẹ Đúng vậy, bà nội, bà ăn thêm một chút thôi. Mai là trung thu rồi, bà phải khỏe lại mới được. Bà, con sẽ đòi lại công bằng cho bà. Bà đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Đồng chú à, con nhất định phải giúp bà nội đòi lại công bằng đấy. Nhưng mà... Lỡ không được thì sao? con vẫn đang nghĩ cách nên bà phải tin con phải cố gắng ăn uống và mau khỏe lại thật là bà không còn mặt mũi nào đối diện với con nữa đúng vậy bà không thể khiến các con phải lo lắng cho bà thêm nữa nào bà phải lấy lại tinh thần bà phải ăn vâng ra ngoài à vâng con đi đây ạ à? có khi nào anh ta nghĩ mình quá dễ dãi không anh đến rồi à rượu uống rất ngon vâng anh không đến đây chỉ để cảm ơn đấy chứ vậy thử hẹn hò ba lần nếu không được thì kết thúc cô thấy sao anh có thói quen làm việc gì cũng phải thử ba lần mới được sao được tôi đồng ý nhưng cuộc gặp hôm nay không tính vào ba lần đó ngoài hôm nay ra thì phải thêm ba lần nữa Luật sư Jun đã thương nói với tôi chuyện bảo vật nhà Đói cô bị vỡ. Đói. Vâng. Chỉ giá 100 triệu đúng không? Anh có hứng thú với cái bình đó à? Hay là có hứng thú với 100 triệu? Tôi có hứng thú với cả hai. Cũng vì chuyện này mà mấy hôm nay tôi nhức hết cả đầu. Nghe nói do một bà cụ làm vỡ. Nhìn bên ngoài thì đúng là như vậy đấy. ý cô là chuyện này còn có ẩn tình bên trong sao tò mò thật đấy anh tò mò sao anh có muốn nghe không có nếu vậy hôm nay đi hẹn hò với tôi nhé không phải mình đang hẹn hò sao để tôi xem hôm nay ra sao đã cô nói tôi, tôi nghe trước đi gấp gì chứ còn nhiều thời gian mà <laughs> tiền bối tặng tôi hôm nay ngày <laughs> cuối đi thôi không phải vậy vì cái bình mà mẹ bị đổ bệnh em thấy bực bội và oan uổng nên định xông thẳng vào nhà đó nhưng cuộc gọi đến của anh đã kịp làm cho em nguôi cơn giận nghĩ đến việc được gặp anh khiến em cảm thấy hôm nay thật là may mắn may mắn thật mà đau lòng quá thật xấu xa vâng anh trang xu Sao bà lại đến đó một mình vậy? Bà mất trí mà. Thật ra, em đưa mẹ đi bệnh viện, nhưng lại nghe điện thoại, nên lạc mất mẹ. Vậy em phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này rồi. Một phần là 50 triệu á. Trước khi mất tiền, thì đầu tư nội thất đi. Nên đầu tư không? Bằng cách nào? chân trơn đừng lo lắng gì hết cứ tin ở anh em cần được giải tỏa bất an và stress mình đi xem phim đi xem phim vâng cũng được anh cầm đi vẫn chưa đến giờ thử cái kia không tôi không xem bói xem thử cho vui thôi mà đừng nghiêm túc vậy đi thôi không thích xem thử thôi mà định mệnh của cô ở rất gần thật không nhưng để trở thành định mệnh phải vượt qua cái chết cái chết sao nghĩa là phải được tái sinh giống như romeo và juliet vậy romeo và juliet sao cậu cũng bốc một lá bài đi không cần đâu bốc đi mà tôi không tin cái này là vòng xoay định mệnh lại định mệnh nữa. Ừ. Anh ấy có phải định mệnh của tôi không? Giống như Romeo và Juliet. Mau tìm một salon tóc có nội thất đẹp. Tôi nghĩ có thể kiếm được 50 triệu. Lần đầu tôi gặp một người phụ nữ ngây thơ như vậy, Cô ta sắp 50 tuổi rồi, ngây thơ như vậy là không được. Hình như là lừa đảo. Ai bị hắn ta lừa vậy? Anh Trang Su. Đây. sợ quá sợ quá đi sợ quá giọng cô mà không sao anh trang du không sao đâu không sao đâu đi thôi chê đông chu với phụ nữ cô biết rồi không thích phim kinh dị à phải nói trước chứ Nếu vậy thì đi xem phim lãng mạn Thích kinh dị à Cô chăm chú lắm mà Anh không xem phim mà chỉ nhìn tôi sao Không phải đâu Tôi ghét phim kinh dị Thế sao lại xem Vì khi hẹn hò Xem phim kinh dị là nhất Vì sản sinh ra adrenaline Ngồi đây đi. Có ảnh, có có ảnh cái bình không? không? Sao nó, nó lại vỡ? Cái sao anh, anh muốn biết chuyện đó vậy? Vui mà. Cái bình tận 100 triệu bị vỡ. Vui lắm à? Cô không vui à? Còn người phải trả 100 triệu won thì sao? Nếu họ là gia đình của anh thì sao? Còn thấy vui không? Có sao không? Ừ. Sao cô phải quan tâm gia đình bên đó? Khi kẻ mạnh và kẻ yếu đấu với nhau, phải về phe yếu. Họ yếu lắm sao? Nhà tôi giàu có hơn, Nhà đó so với nhà tôi thì không có tiền, không có quyền. Quan hệ có tốt không? Là kẻ thù ba đời đấy. Giờ còn đang kiện tụng nhau. Nhưng cô vẫn muốn về phe họ à? Tôi muốn vậy. Anh biết đấy, tôi không thể phản bội bố mẹ tôi lần nữa. Cho nên bây giờ tôi đành phải im lặng. Trong vụ này, có hai yếu tố mang tính quyết định. Cô nói vậy là sao? Là ngụy tạo và tòng phạm. Ngụy tạo và tòng phạm. Luật sư chê đẹp trai không mẹ? Đẹp trai không thì được cái gì? Luật sư chê trẻ nhưng chơ cháo, không biết kính nể người lớn. Đừng gán ghét với chi hô. Nếu mẹ không thích thì con cũng không thích À, hay con nói Minho tìm người khác cho Chi Hô nhé Đủ rồi, tôi sẽ lo chuyện đó Món này được đấy, mọng nước và ngon Con làm đấy mẹ Làm bánh đậu xanh đàng hoàng, đừng có để bị cháy đấy có nhà kia còn dám bày lên những cái bánh không ra gì bánh đẹp thì bàn cúng mới đẹp chứ con sẽ làm thật đẹp sao có thật là bà làm vỡ không em nghĩ chị nói dối à cả chơi han du... à không phải chồng em cũng hỏi anh minh hô em bị sao vậy này chị đang bận tắt máy đây là bà chủ chứ lớn chuyện đấy phủ nhận à vâng anh han chu nói đã... em nên hô tìm hiểu đã... rồi bà cậu sao rồi đến bệnh viện nên đỡ hơn rồi hỏi chưa gia đình tôi nói là bà làm vỡ không trông mong gì cậu dám khẳng định mẹ tôi làm vỡ sao tôi tin bà tôi tôi cũng tin mẹ tôi trả lại tạp gì giận à ngày cuối rồi còn gì Lấy về làm kỷ niệm Bỏ đi Không phải gu của tôi Được thôi Phong cách cối say đấy À Tiền chia tay của cậu sẽ không cần đâu Đừng giả vờ quan tâm Cậu đâu có thật lòng Cậu lại nổi giận rồi Này Nếu bà tôi làm vỡ Thì cậu tính sao Nếu mẹ tôi làm vỡ Thì dễ giải quyết hơn Đúng đấy vụ lần này là ngụy tạo và tòng phạm tôi không muốn thành đứa con gái phản bội bố mẹ mình lần nữa đâu mẹ tôi là thủ phạm bà cụ không hề làm vỡ mà là mẹ tôi nếu phe họ làm chứng thì cậu thắng chắc rồi trước tiên tôi nói với ông ta là tôi có nhân chứng Tôi, tôi thấy chi hô rất đẹp đẹp. tuyệt vời ừ? hại bố, bố mình đẹp đẹp hai lần không chịu nắm tay mình đổ ngốc để trở thành định mệnh phải vượt qua cái chết giống như Romeo và Juliet Romeo và Juliet bi kịch mà đi đâu đây mình đi hóng gió đi hay vậy nhỉ? Thắt dây. Ừ. <laughs> Hi à, mở cái rồi. kia đi. Ừ. Cái này á, ừ. Là mỹ phẩm. Hi à, em làm ở nhà hàng. Ngày nào tay cũng nhúng nước. Tay em từng mềm mại như tay em bé anh từng rất thích phụ nữ có tuổi tay không được đẹp anh đau lòng quá hi yeah. à đây là sản phẩm tốt em bôi đi đừng thấy tiếc anh à cái này đắt tiền lắm đắt tiền cái gì đâu em đừng tiếc em cứ bôi đi không sao có tốt không mỹ phẩm để đây đâu rồi mình mới mua mà khoan lại là nó về rồi sao ừ con về rồi cô chưa hết bệnh à điều trị rồi mà dạ sao vậy mẹ cô lấy mỹ phẩm của tôi mà dạ không phải con, con không lấy Mỹ phẩm trong phòng tôi biến mất rồi Kem trứng cá muối, kem tay ngọc trai, Không cô thì ai Chỉ có cô thôi, còn ai hả Không phải con thật mà mẹ Oan cho con quá Có chắc là mẹ không dùng không Mấy ngày trước mẹ còn thấy mà Chỉ có bố con vào phòng của mẹ Không lẽ bố Không phải cô à Không phải con Con thề là không phải Minh không phải em. Em không hề có ý định ăn cắp. Cường Biên nói không phải rồi. Cái đó bao nhiêu? Để con mua cho. Mẹ không đòi con mua cho. Không cô thì ai? Tôi không thể nào hiểu nổi. Con lấy mỹ phẩm của mẹ à? Sao con phải lấy? Thấy chưa? Mẹ, không phải con. Mẹ tin con đi quan không cho không con rồi. quá anh <laughs> xin lỗi có điện thoại vâng quan ai dám ra làm chứng hả người đó là người chứng kiến không con dâu thì con gái sao gửi cho tôi chưa công bố đoạn ghi âm đó chưa công, công bố thì chưa chắc, chắc chắn. Uy hiếp tôi hướng? đúng không? Nhưng tôi có nghe rồi. Có chắc nhà tôi không? Biết rồi, tôi tắt máy đây. Thật là... Tập trung bọn trẻ. Có chuyện gì? Bố sao vậy? Họ chưa nói có đoạn ghi âm đoạn ghi âm sao ai đó nói bà làm vỡ bình khoan sao lại là tôi ai dám làm chứng giả vậy cơm biên chi hô một trong hai thôi không phải con đâu bố con cũng đâu có nói với anh minh hô đúng không anh ừ con à không phải đâu sao con lại làm chứng con đâu có biết gia đình đó không thì ai con không chứng kiến mà con có chắc không thông đồng với họ không bố oan cho con chi hô từng phản bội mà chị con không nói với ai hả họ có thể nghe được từ con mà không có mình có nói với đông chu lẽ nào đông chu sao sao vậy ma làm à suy nghĩ kỹ xem ai làm lộ hả mọi người chuẩn bị đi nghe ghi âm là biết ngay có thật không có bằng chứng quan trọng à ừ ghi âm lời người chứng kiến rồi người chứng kiến nếu vậy là sẽ là con dâu hay đồng con đồng gái sau. em nói sau nói với, nói với mọi người nói, sẽ giải quyết đồng được đồng nên đừng lo nữa anh biết rồi giỏi lắm đông chu đông chu, đông chu ghi âm lời của <laughs> người chứng kiến rồi mọi người yên tâm thật không ai làm chứng vậy nó nói sẽ nói sau phải nói với bà ngay mới được đúng đấy nhanh lên đi làm sao đây tôi phải chết mới được sao tôi phải chết thì mới được sao mẹ mẹ ơi mẹ mọi chuyện kết thúc rồi hả